chào quý vị và các bạn, mình là Nguyễn Đức Anh, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn OS tại Cù Lao Dung Sóc Trăng. Hôm nay mình đến thăm ao tôm của anh Thảo Em. Anh Thảo Em sử dụng giống của công ty trách nhiệm hữu hạn OBS và sử dụng thuốc 100% bên công ty trách nhiệm hữu hạn OBS. Hôm nay tôm của anh Thảo Em được 72 ngày, về sai khoảng 52 đến 55 con. Mình xin mời quý vị và các bạn cùng xem tôm với mình ạ. Tôm gan ruột rất là ok, tôm rất đẹp. Và tôm bữa nay ăn được 200 kg, ước lượng khoảng 7 tấn tôm. Anh Thảo Em là khách hàng rất thân thiết với công ty trách nhiệm hữu hạn OBS tại Cù Lao Dung Sóc Trăng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi ạ.